Chào các bác, video hôm nay em lên cho các bác một em đầu cối thuộc top ngon bổ rẻ và rất là chất lượng cho các bác chơi. Tech A3300 SX, như các bác đã biết thì Tech là một cái thương hiệu đứng đầu trong làng âm thanh đầu băng cối. Những cái model đến từ Tech cho một cái chất âm ấm áp, tiếng nó mượt mà và tiếng nó rất là mộc mạc. Phần thiết kế của Tech thì nó đẹp, nó trường tồn mãi cùng thời gian, và các cái chi tiết linh kiện cũng như là cái vận hành phải nói rằng siêu bền luôn. Hôm nay thì em về được con 3300 SX, đúng là chất là ngon bổ rẻ cho các bác chơi. 3300 thì là một trong những cái model gọi là chạy băng 10 của Tech, tuy nhiên thì giá rất hợp lý, có thể nói rằng rẻ nhất trong cái dòng chạy băng 10 của Tech các bác nhé. Và con này là con SX, đấy là cái phiên bản đời chót của dòng 3300 và hết số luôn của dòng 3300, cho cái chất âm rất hay và thiết kế đẹp. 3300 SX thì hôm nay bên em tuyển chọn được một cái dòng hàng đấu mạng tuyệt đẹp luôn, xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. Với cái thiết kế mặt nhôm phay màu trắng, máy có những cái đường vân ngang nổi khối trông rất là đẹp và rất là đẹp và bắt mắt và vô cùng là sáng sủa. Đặc biệt con này thì có hai cái cụm đồng hồ vu, em rất là thích cái cụm đồng hồ vu của dòng SX này. Đấy, cái cụm đồng hồ vu nó có một cái viền chỉ chrome xung quanh, đấy, tạo nên cái sự trang nhã và thanh lịch cho chiếc đầu băng cối, cùng với những cái hàng phím bấm rất là đẹp. Đấy, mời các bác chúng ta cùng xem. Đấy, về mặt mũi thì em này còn rất là sáng sủa, và mặt mũi rất là sáng sủa và nét căng luôn. Đấy, các bác xem nhá, mặt mũi là trong vắt rất đẹp. Model 3300 SX thể hiện chính giữa trông trực quan và rất là dễ nhận biết. Bên trái thì chúng ta sẽ có một công tắc nguồn ở đây. Cái chế độ chỉnh băng to hoặc là băng nhỏ, chế độ chỉnh tốc độ nhanh chậm, cụm đồng hồ công tơ mét, một cái tay cơ và trục băng chạy qua. Tất cả các cái chi tiết linh kiện còn sáng bóng, đẹp như vừa sản xuất luôn. Con này quá mới luôn. Đây, phần bánh tỉ đây. Còn nguyên những cái họa tiết vân chảy tia, rất là đẹp. Trục bô ly đây, trắng phao, con này thì gần như là chưa có xài, còn rất là mới. Chúng ta sẽ mở cái nắp cốp hàm từ ra. Đây, mời các bác chúng ta cùng xem phần hàm từ. Còn đẹp và zin nguyên bản, từ mới tinh luôn. Nguyên những cái vệt sơn đỏ nghiêm phong ở trên ốc, rất là đẹp. Xuống bên dưới thì hai cụm đồng hồ vu, quá là đẹp mắt luôn. Hai cụm đồng hồ vu của dòng 3300 SX đây. Rồi những cái phím gạt họ làm nó đẹp mà nó rất là dễ bấm. Đấy, rất nhạy luôn. Các cái volume thì được bố trí theo cái thể hàng ngang, volume của đường mic, volume của đường line và volume tổng, chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường suộc. Bên này thì các cái phím bấm play hay là tua thông thường. Dòng máy này thì được hãng trang bị cho hai chiếc hồi gỗ, hai cặp hồi gỗ còn rất đẹp. Đây, hồi gỗ còn rất là đẹp và trông nó mộc mạc, zin nguyên bản và trông nó rất là mộc mạc luôn các bác nhé. Đấy, hai hồi gỗ này quá là mộc luôn, xuất sắc. Đấy, tiếp theo thì mời các bác xem cái phần hồi gỗ ở bên này. Đấy, còn nét căng luôn, đẹp không tì vết. Rồi mời các bác chúng ta tiếp tục quan sát phần chi tiết nội thất của em 3300 SX. Con này thì phải nói rằng đẹp như vừa xuất xưởng luôn. Số series của nó là 35582. Thưa các bác, phần lắp lưng còn mọng căng. Máy này thì có công suất tiêu thụ điện là 108W. Rất là mạnh luôn. Rất là gấu. Có một đường line out và một đường line in. Tất cả các cái rắc AV còn sáng choang. Ốc nhái còn đẹp keng. Tháo tấm lắp lưng ra thì mời các bác chúng ta quan sát chi tiết linh kiện của em 3300 SX. Con này thì linh kiện quá gấu luôn. Đấy, gấu và khủng, y chang như 6300. Nó đầy một ruột luôn. Đấy, nội thất nó đặc, dày đặc ở trong máy, không còn cái chỗ nào trống luôn. Thưa các bác, động cơ 3 motor, ruột gan sắt xi 7 màu. Tất cả các cái ốc nhái đây còn nguyên những cái vệt sơn hãng họ Nghiêm Phong. Motor còn trắng bóc, phần nguồn còn đẹp, tem còn trắng tinh. Đấy, tất cả các cái chi tiết linh kiện đây hãng bố trí sắp xếp dày đặc gọn gàng và ngăn nắp. Dòng này sử dụng khung sườn là nhôm các bác nhé, nhôm đúc nguyên khối rất đẹp.
quá là chuẩn cho các bác chơi. Bây giờ em sẽ lắp vào và em sẽ test cho các bác nghe cái chất âm của em này. Em máy 3300SX, sản phẩm này thì bên em có mức giá là 14.800.000 đồng, ngon bổ rẻ cho các bác chơi. Và 14.800 mà các bác chơi được máy chạy bằng 10 rồi, thậm chí còn rẻ hơn cả những cái máy chạy bằng 7 của AK, quá hợp lý. Và con này thì hình thức rất đẹp, và hình thức rất đẹp luôn, máy chạy bằng 10 đấy, 4 trách một chiều. Em này thì còn nguyên cả cái cặp húp tech zin theo máy đấy, húp này thì được sản xuất dành riêng cho cái model 3300 các bác nhé. Và cái giá này thì đã bao gồm cả cái cặp húp cho các bác chơi rồi đấy. Thế còn lại là phần băng thì các bác phải mua đấy. Bây giờ em sẽ lắp vào và em sẽ test cho các bác chúng ta cùng nghe. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của em 3300SX, sản phẩm có mức giá bán là 14.800.000 đồng. Và shop bên em với địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác vui lòng alo cho em theo số điện thoại bên trên màn nhỏ. Vâng, máy em đã test vận hành trơn tru và hoàn hảo. Sản phẩm có mức giá 14.800.000 đồng và không bao gồm băng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Số máy 0983586968. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Vâng, cảm ơn các bác, em là Trần, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo.